Xin chào các vị, trong video lần trước thì mình đã nói rằng là điểm mạnh và sự tuyệt vời của Android nó khác biệt như thế nào với iOS iPhone thì tù túng, Android thì rất cởi mở và sung sướng, ở chỗ nào cũng thấy Android Thế nhưng nó đồng thời cũng đem đến một trong những cái điểm trừ đó là về khả năng bảo mật Chúng ta luôn nói iPhone là có khả năng bảo mật tuyệt vời, nó giúp ta là dữ liệu được an toàn Thậm chí chính Tim Cook cũng nói rằng Android là nền tảng chính là bị malware tấn công gấp hàng chục lần so với lại iOS Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ là iOS bảo mật tốt như thế nào lợi ích và cũng như là cái điểm trừ khi mà iPhone bảo mật đến như vậy thì anh em hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay Đầu tiên chúng ta phải công nhận iOS là một hệ khép kín hoàn toàn tức nghĩa là nó sinh ra chỉ có mỗi Apple dùng không bán cho chỗ nào hết các bạn cũng không thấy trên ô tô các bạn không thấy trên bất kỳ chỗ nào bởi vì ô tô nó gọi là Apple CarPlay và hoàn toàn trái ngược với là Android Android Google đẻ ra nhưng mà Samsung tùy biến một kiểu Oppo gọi là ColorOS Huawei bây giờ gọi là Hồng Mông à, nhầm Harmony OS đấy vân vân đủ các thể loại luôn nhờ cái sự khép kín này thì nó vừa gọi là độc quyền nhưng mà cũng đồng thời dễ dàng kiểm soát mọi thứ đầu tiên là các bạn sẽ thấy khó ứng dụng App Store à, người ta cứ kêu rằng là tại sao không cho cài miễn phí giống kiểu Android đi dễ dàng hơn nhưng đấy là lỗ hổng khiến cho khó ứng dụng Play Store có hàng triệu malware tấn công chúng ta và cũng như là người dùng giúp cài vào Apple khép kín một mình một sân Tưởng tượng là những chiếc iPhone, iMac, iPad, iPad là một gia đình thì các bạn thấy là nó sẽ cách ly hoàn toàn với thế giới corona virus ở ngoài kia. Bởi vì sao? Khi điện thoại Android mở quá, các bạn có thể tấn công lên điện thoại, các bạn có thể tấn công một TV, các bạn có thể tấn công trực tiếp vào cái chính cái đầu đang chạy ở trên cái ô tô của mọi người luôn thì iOS sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này. Và vậy nên thời điểm hiện tại, một hệ sinh thái của Apple thì đang đứng đầu với sự khép kín và những sự tối hóa tốt nhất. Gần đây Android lại còn các ông đang kêu gọi lập ra một cái liên minh để mà truyền tải file cho nhau. Cái điều mà Apple đã có với AirDrop từ khoảng vài năm trước rồi đó chính là cái lợi thế khi các bạn khép kín và nắm mọi thứ trong tay và tất nhiên nếu anh em muốn trải nghiệm một hệ sinh thái Apple thì mọi thứ phải có một cái điểm khởi đầu mọi người có thể truy cập ngay vào cái link bên dưới tại shop đăng chuỗi đại lý ủy quyền chính thức của Apple mức giá của iPhone 12 chỉ còn 18 990 và ngoài ra các bạn muốn mua iPad Air 4 mức giá bây giờ chỉ còn có 14 triệu hay là Apple Watch Series 6 giá chỉ 9 triệu 290 nghìn và mình sẽ để lên cho mọi người bởi vì từ 21 đến 27 tháng 6 đang có chương trình bán hàng không lợi nhuận của Samsung. Rồi điểm mạnh thứ hai chúng ta cần phải nói tới chính là khả năng cập nhật và update phần mềm một cách thường xuyên. Đây chính là cái cốt lõi mà người ta cứ bảo mua iPhone là dùng lâu dài. Người nghèo mới dùng iPhone bởi vì sao? Mua một cái iPhone các bạn dùng 5-6 năm vẫn được update con điện thoại Android 3 năm là nó đã hết vòng đời rồi, quá là nhanh chóng. Có trở lại câu chuyện là được update như thế này, vừa là điểm mạnh và vừa là một cái điểm khiến cho người dùng đau đầu. Các bạn thấy mỗi lần có một bản update nhẹ thôi, 14.5.1 thôi. Ui ơi, group là thí nhau lên kêu là con này có nên lên không, sợ tốn pin, sợ lag, sợ giật. Đấy là điểm trừ của Apple, bởi vì họ vẫn đang còn làm nhiều vấn đề. Nhưng điểm mạnh là gì? Bất kỳ một cái lỗi nào đều được khắc phục cực kỳ nhanh. Bằng chứng cho thấy là các bạn phải hiểu rằng phiên bản 14.5.1 mắc cái lỗi đó là giảm hiệu năng và Apple lập tức khắc phục nó chỉ trong đúng 20 ngày. Đây là tốc độ cực kỳ đáng nể. So với Android thì các bạn sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Google tung ra một phiên bản chờ phải tầm 3 cho đến 6 tháng các hãng Android bắt đầu rụt rịch nâng cấp cho chúng ta và lúc đấy thì có khi Google lại tung ra một phiên bản gì đấy khác mất rồi và những cái phiên bản này thì chỉ ưu tiên cho Pixel những cái sản phẩm chạy Google Android One chẳng hạn thì sẽ nhanh chóng nhưng mà thực chất cái doanh số bán của cái dòng sản phẩm này nó chỉ bé xíu so với phần còn lại đến từ Oppo, Samsung, Huawei, Xiaomi mà thôi và anh em có công nhận một điều là nó sinh ra hai thái cực ông uh, dùng iPhone thì bảo là không thèm lên à, cái phần mềm này không thèm lên còn ông dùng android thì cứ không biết bao giờ mới đến phần mình được nâng cấp android 12 hai hay là đúng là ai cũng có sự khác biệt ở chỗ đấy nhưng các bạn phải hiểu thế này này iPhone thì luôn được Apple bao bọc và các bạn thấy những cái đứa con được sinh ra như sau S được tầm khoảng 7 năm rồi mà vẫn lên được iOS 15 thì nó khủng khiếp như thế nào rồi đấy và các bạn phải hiểu là chỉ trong 6 tháng iOS 14 cài trên 90% thiết bị Android 11 được phát cùng thời điểm iOS 14 nhưng chỉ có khoảng 25% điện thoại Android đang sử dụng nó trong vòng 6 tháng kể từ khi phát hành thôi. và cái yếu tố thứ ba cuối cùng là cái cốt lõi tại sao mà iOS có thể bảo mật tốt đó chính là sandboxing tất cả ứng dụng à, trên iPhone thì Apple sử dụng cái công nghệ sandboxing này và nó là nhằm mục đích để ngăn các ứng dụng thu thập sửa đổi thông tin do các ứng dụng khác lưu trữ khi một ứng dụng sử dụng được bật sandboxing sẽ tạo ra bức tường để cách ly ứng dụng với phần còn lại của hệ điều hành như từ hình ảnh tệp thư mục mạng danh bạ mỗi ứng dụng sẽ có một cái mục chính duy nhất mà các tệp mà nó sử dụng thư mục này chỉ định ngẫu nhiên khi ứng dụng được cài đặt nhưng đồng thời nó cũng chính là thế mạnh của Android mà lần trước video chúng ta đã phân tích là Android nó khủng khiếp như thế nào nhưng mà đấy các bạn thấy không bởi vậy nên mà các ứng dụng khác cũng sẽ thoải mái truy cập vào cái nền tảng và cũng như kho dữ liệu do Android tạo ra như thế này và chính vì vậy các bạn thấy là gần đây nhất iOS 14 Apple đã nhanh chóng đưa ra là chặn theo dõi quảng cáo thì nó khủng khiếp tác động đến cả Facebook, Instagram và Lazada, Shopee chúng ta đều xin ta đều bấm từ chối nó lập tức là khóc ngay còn Android thì cũng đang chờ để cập nhật những tính năng như thế này và ngay cả App Store thì các bạn thấy là tốc độ kiểm soát ứng dụng cực kỳ nghiêm ngặt và chính sách của Google dành cho Play Store thì nó lại hoàn toàn là thoải mái hơn để cập nhật bổ sung ứng dụng một cách tốt hơn còn Apple thì chậm chạp nhưng mà rõ ràng là đem lại sự yên tâm cho người dùng thế nhưng ngoài ba điểm mạnh đấy thì mình phải công nhận iOS không hoàn hảo mặc dù là nói về sự bảo mật sự tin cậy sự an toàn quá nhiều nhưng iOS vẫn bị rất nhiều những cái vụ tấn công ví dụ như iPhone iPad bị tấn công thông qua lỗ hổng là Zero Day hay là CD giúp hacker qua mặt màn hình khóa trên iPhone và các bạn thấy rằng là ngay cả Việt Nam chúng ta Covid có phòng chống kiểu gì vẫn có những người đã là vượt biên sang đây thì bị lây bệnh thế đây thì đương nhiên iPhone cũng tương tự như thế thôi còn rất nhiều cái lỗ hổng khai thác từ từ mới xuất hiện tóm lại qua video này thì không có nền tảng nào hoàn hảo hết chỉ có đơn giản các bạn lựa chọn thôi video trước mình đã khen Android nó mở như thế nào nhưng video lần này mình cho các bạn thấy là iOS khi mà nó gò bỏ nó đem lại ta sự bảo mật và tin cậy đến như thế nào Nếu các bạn nghĩ sao các bạn là người dùng Android hay các bạn là người dùng iOS comment cho mình biết nhé và cá nhân mình dùng cả hai hệ điều hành để cảm nhận sự tuyệt vời của nó cái lý do gì phải đấu nhau cả hẹn anh em trong các video lần sau